Ở set đấu thứ tư này, các cô gái Thái Bình phân bóng trước. Chẩn bóng ra ngoài sân. Điểm Venezuela Thái Bình 1-0. Trận đấu càng kéo dài càng là bất lợi với Thái Bình khi ngày hôm qua họ đã trải qua trận đấu kéo dài 5 set với Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Còn các cô gái Long An được nghỉ ngơi hoàn toàn, nên tập thể lực của Long An chắc chắn sẽ tốt hơn. Cú đập tốt của Kim Thành khi không còn Thanh Thúy trong đội hình, thì thủ lĩnh của Long An chính là Kim Thành. Cô cũng đã phát huy rất tốt vai trò và khả năng của mình. Vẫn còn. Cô ghi điểm lại đến với Long An. Tình huống sút bóng không tốt của Khánh Đăng. Hai một cho Galaxy Thái Bình. Nguyễn Thị Huyền thực hiện quả phao bóng. Chuyển một tốt. Bóng chạm chắn ra ngoài sân sau quả đập của Kim Thành. Kim Thành đang là cây ghi điểm số 1 của VTV Bình Định Long An. Những quả đánh của Kim Thành rất quyết liệt. Trọng trách được dồn về đội trưởng của Bình Điền Long An. Kim Thành thực hiện quả phao bóng. Chuyển một tốt. Và kết thúc hay của Trà My, nhưng cô chưa thể ghi điểm. Vẫn còn. Đánh tốt. Đó là pha kết thúc của Hermie Eban. 3-2 cho VTV Bình Điền Long An. Đội thắng trong trận đấu này sẽ giành tấm vé tham dự vòng bán kết. Họ sẽ có được vị trí thứ hai của bảng đấu sau Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Đội bóng đối thủ của đội thắng ở trận đấu này hoặc là đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Spain, hoặc là các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Đó là trận đấu sẽ dự kiến diễn ra vào lúc 18 giờ để phân định ngôi đầu bảng, khi cả Bộ Tư lệnh Thông tin và Ninh Bình Liverpool Spain đều đã giành quyền vào vòng bán kết. Thêm một điểm nữa dành cho VTV Bình Điền Long An. 5-2. Đã có sự điều chỉnh ở vị trí chủ công bên phía Thái Bình khi Mai Xuân vào sân để thay cho Bùi Thị Bích Nga. Pha phòng bóng rất lười. Và các cô gái Long An đã có thêm một điểm nữa. 6-2.
Trận đấu kéo dài 5 set trước Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã khiến cho nền tảng thể lực của Thái Bình bị ảnh hưởng khá nhiều. Đấy, ghi điểm là Thanh Mai, 3-6 cho Galaxy Pro Thái Bình. Lại là tình huống ghi điểm của người Mia Ban. Cô gái người Đắk Lắk đã có nhiều hơn những tình huống ghi điểm so với các hiệp đấu trước đó. Tất nhiên Mia Ban cần thời gian để thích nghi, để hợp với tầm bóng của Kim Thoa. Điểm được ghi cho Thái Bình sau tình huống kết thúc của Nguyễn Thị Hương, 4-7. Quả nhiên rất uy lực của Trà My. Trong trận đấu với Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, tinh thần của các cô gái Long An không tốt. Điều đó kéo theo một loạt những hệ lụy. Những quả đánh của họ cũng không có được sự chính xác và lực bóng tốt như ở trong trận đấu này. Đây là trận đấu mà Long An đang dần trở lại là chính mình. Trà My, Kim Thành và các đội đang có được sự tự tin cao hơn. Những pha xử lý bóng của họ vì vậy mà cũng tốt hơn khá nhiều. Điểm Galesico Thái Bình 5-8. Lợi thế vẫn đang thuộc về các cô gái áo vàng. Chuyển bóng tốt. Lại có thêm một điểm nữa cho Long An với tình huống kết thúc của Hermie Eban. 9-5. Thái Bình đã có khởi đầu tốt khi giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Nhưng bây giờ đội bóng Quê Lúa đang thực sự gặp khó khăn. Đây là trận đấu rất quan trọng với Thái Bình. Nếu thất bại họ sẽ không thể có mặt trong vòng bán kết. Quả đập không thành công của Nguyễn Thị Huyền khi bóng đã đi ra ngoài sân. Nền tảng thể lực chính là vấn đề của các cô áo đỏ. Người vừa ghi điểm là Trần Thị Thơm, 6-10. Bóng không chạm chắn các cầu thủ Long An sau quả đập của Nguyễn Thị Huyền. 11-6 cho Bình Điền Long An. Go!
Điểm Velasco Thái Bình 7-11. Phạm Thị Diệp thực hiện quả phá bóng. Bóng trong sân. Quả đánh tốt của Kim Thành. 12-7. Áp lực vẫn đang được cô gái Long An tạo ra về phía các cô gái Thái Bình. Chuyền hai Kim Thoa thực hiện quả phá bóng. Vẫn còn. Đó là tình huống ghi điểm của Trà My. 13-7. Liên tục là những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Trần Văn Giáp. Ông vừa mới lại thay vị trí chuyền hai. Phạm Thị Diệp rời sân và Bùi Thị Huyền trở lại sân. Trong trận đấu với Hóa Chất Đức Giang thi sáng hôm qua, Bùi Thị Huyền đã thi đấu khá tốt khi vào sân để thay cho Phạm Thị Diệp. Tuy nhiên cả Phạm Thị Diệp và Bùi Thị Huyền vẫn chưa có nhiều những tình huống chuyền bóng hiệu quả như Nguyễn Thị Thủy trước đây. Phạt bóng không qua lưới. Thể lực của Nguyễn Thị Huyền chưa mức tốt nhất và chủ công của Thái Bình vẫn chưa thể được nhiều. Nguyễn Thị Huyền là một trong những tay đập đầy triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô cũng có mặt trong thành phần của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31. Điểm được ghi cho Long An 15-8. Cách biệt 7 điểm đã được tạo ra. Đội Velasco Thái Bình xin tạm dừng. Velasco Thái Bình vừa rồi đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đây là trận đấu mà Hơi Bia Ban đã ghi khá nhiều điểm. Velasco Thái Bình sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên con đường hướng tới mục tiêu lọt vào trận chung kết tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Hiện tại Thái Bình cũng đã có được sự đồng ý của các ngoại binh, mặc dù họ chưa có mặt tại Việt Nam. Đó là các cầu thủ đến từ Thái Lan. Pha phá bóng ghi điểm trực tiếp của Kim Thành. 16-8. Long An đã lột xác khá nhiều so với trận đấu đầu tiên. Tình huống cắt bóng không quá tốt nhưng Hermé Ban vẫn ghi điểm 17-8. Dường như không còn cơ hội cho Thái Bình ở trong set đấu này nữa rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc tấm vé vào vòng bán kết sẽ thuộc về các cô gái Long An, khi Long An đang tạo ra cái biệt lên đến 9 điểm. Vẫn còn. Một lối chơi khá uể oải của các quái côi lúa. Tình huống xử lý lỗi của Mai Xuân. Việc thi đấu 5 set với Hóa Chất Đức Giang tia sáng ngày hôm qua khiến cho nền tảng thể lực Thái Bình của các quái Thái Bình bị ảnh hưởng rất nhiều. Đây là set đấu thứ tư và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy
dấu hiệu xuống sức của các cô gái áo đỏ. VTV có sự thay đổi vận viên số 2 ra sân, số 18 vào sân. Mỹ Tiền vào sân để thay cho Kim Thanh. Kim Thanh cần được nghỉ ngơi khi mà Long An đang có một cách biệt được coi là rất an toàn. Những pha phòng thủ của Khánh Đang vẫn đang tương đối tốt. Đó là tình huống xử lý của Trà My. VTV Bình Điền Long An 19-9, cách biệt 10 điểm đã được đội bóng hoa vàng tạo ra. Đặng Thị Mỹ Duyên thực hiện quả phát bóng cho Long An. Điểm được ghi cho Thái Bình. Vẫn là một pha xử lý rất kinh nghiệm của Nguyễn Thị Hương. Nguyễn Thị Hương thực hiện quả phá bóng. Sau khi Long An có một tình huống điều chỉnh cho một không tốt, Thái Bình đã tận dụng cơ hội để ghi điểm. 11-19. Nguyễn Thị Huyền mới xuống tóc và có kiểu đầu khá giống với Trần Thị Thanh Thúy. Quả đập tốt của Trà My. 20-11. VTV xin thay người số 1 ra sân, số 17 vào sân, số 14 ra sân, số 8 vào sân. Quý Huyền vào sân để thay cho vị trí chuyền 2 của Kim Thoa. Rất thấp và Trần Thị Thơm đã không thể vượt qua được hàng chắn của đối phương. 21-11. Pha phá bóng khó. Cơ hội trở lại với Thái Bình. Đội bóng không qua lưới. Trọng tài xác định bóng đã chạm chắn của Long An ra ngoài sân. 12-21. Không còn cơ hội cho Thái Bình ở set đấu này khi cái biệt là quá lớn. Không kịp. 13-21. Đội VTV Bình Điền Long An xin tạm dừng trận đấu. Vẫn là một sự thận trọng rất lớn của huấn luyện viên Lê Thái Bình. Ông đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cái biệt quá lớn dành cho Long An để họ hướng đến một cuộc lội ngược dòng thành công. Ở trận đấu đầu tiên, Long An thất bại với tỷ số 22-25 trước Thái Bình. Nhưng ở hai trận đấu vừa qua, họ đều có được chiến thắng với các tỷ số 25-20 và 25-23. Và bây giờ tỷ số đang là 21-13. Một khoảng cách mà Thái Bình chắc chắn không thể xa lấp.
có thêm một điểm nữa cho Thái Bình sau pha chớp thời cơ thành công của Nguyễn Thị Huyền sau khi đối phương điều chỉnh số 1 không tốt. Tiếp tục là quả phá bóng của Mai Xuân. Vẫn còn. Bóng trong sân. Tình huống bắn chắn thành công của Như Anh. Đội VTV Bình Điền Long An xin thay người. Số 18 ra sân, số 2 vào sân. Kim Thanh trở lại sân để thay cho Mỹ Tiên. 22-14. Vẫn đang là cách biệt rất lớn. Pha phá bóng hỏng ăn của Hờ Mi Lê Ban. 15-22. Điểm được ghi cho Bình Điền Long An. 23-15. Thái Bình nhanh chóng xuống sức và họ bị trả giá khi để cho đối phương dẫn điểm sâu ở trận đấu mang tính quyết định này. Vẫn là một sự phù hợp không có được độ ăn ý cao ở pha bóng vừa rồi bên phía các cô gái Thái Bình. Nhưng may mắn họ đã có điểm. Huống phòng thủ tốt của Hà Thị Thu Hiền. Sau đó là pha xử lý cũng hay của Thanh Mai. 17-23. Lại là tín hiệu xin tạm dừng trận đấu hội ý đến từ huấn luyện viên Lê Thái Bình. Chỉ cần giành 2 điểm nữa thôi, VTV Bình Điền Long An sẽ có được chiến thắng ở trong trận đấu này, đồng nghĩa với một tấm vé tham dự vòng bán kết. Còn Thái Bình sẽ phải thi đấu các trận tranh hạng. Sau khi trận đấu này kết thúc chừng 30 phút sẽ là cuộc đối đầu giữa Thể Công và Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương. Đó cũng là một trận đấu mà đội thắng mới có vé vào vòng bán kết ở nội dung của nam. Khánh Đang không có được những pha điều chỉnh cho một tốt như những pha phòng thủ của số 12 bên phía Long An là khá tốt. 24-17. VTV xin thay người. Số 17 ra sân, số 1 vào sân, số 8 ra sân, số 14 vào sân và Kim Thoa đã trở lại sân. Những cầu thủ đang có mặt trên sân được coi là đội hình tốt nhất của Long An. Có thể đây sẽ là đội hình đánh chính tại vòng 1 giải với quốc gia nếu như họ không có những sự bổ sung các cầu thủ ngoại. Chắn bóng ra ngoài sân. Kim Thành đã ghi điểm số cuối cùng của trận đấu này. Tỷ số của trận đấu thứ tư là 25-17.